Trở lại các bạn nha, trở lại các bạn yêu tử vi. Cái phần này là cái phần thứ hai, mình nói về cái những câu hỏi tử vi của những bạn mà gửi về cho mình ấy. Thì có một bạn cũng như là rất là nhiều bạn hỏi trùng một cái câu này. Thì gần đây có một cái cô bạn nữ mới email thì hỏi rằng là chị ơi, khi mà muốn luận giải một cái lá số tử vi ấy, thì cái cách nào là dễ nhất, những cái người mà mới căn bản mới học tử vi ấy, nhìn vào cái lá số tử vi làm cách nào để mà họ nhận diện được cái cách nhanh nhất những cái nắm những cái vấn đề chính trong cái lá số tử vi như thế nào. Thì cái câu hỏi này mình thấy là câu hỏi rất là hay, rất là thú vị, thì mình mời bạn Phi chia sẻ về vấn đề này trước nhé. Xin chào lại các bạn yêu thích tử vi. Thì phải phần này cũng hơi khó, tại vì mình với bạn Rosie đã từng đưa các bạn vô những cái phải bài giảng căn bản về tử vi á. Thì khi mình học căn bản thì mình biết rất nhiều yếu tố về tử vi, nhưng mà khi mình luận giải một lá số tử vi á, là mình lại tổng hợp nhìn theo một cái khía cạnh khác. Thì nếu như bạn muốn học tử vi và muốn luận giải tử vi á, thì mình chia sẻ cái cách mà tổng thể khi mình nhìn lá số từng bước từng bước từng bước mình luận giải lá số tử vi thì nó dễ hơn cho các bạn. Thì trước tiên khi các bạn nhìn thấy lá số tử vi thì các bạn sẽ thấy là lúc nào cũng có năm tháng ngày giờ. Thì ở cái năm các bạn sẽ thấy là cái can cái chi nó đi chung với nhau, thì ở đó bạn sẽ có được là cái an vòng thái tuế này, an lộc tồn này, an vòng trường sinh này, rồi các bạn sẽ làm mệnh gì này, rồi tạo ra cái cục gì, rồi từ cái cục đó các bạn có đó 14 chính tinh của vòng tử vi, vòng thiên phủ này. Sau đó các bạn sẽ an các vòng bậc hai, tả hữu xương khúc gì đó. Rồi các bạn an, khi các bạn an cách sao bắt đầu giải, thì cái điều đầu tiên của người giải lá số tử vi á, thầy tử vi á, người ta sẽ đánh vô đầu tiên người ta sẽ nói về cung mệnh trước. Thì khi vô cung mệnh á, thì các bạn sẽ thấy được là trong các sao vòng lộc tồn này, vòng thái tuế này, vòng trường sinh này, thì bạn sẽ ăn cái gì. Thì khi bạn ăn cái gì thì ta trang cái cá tính của bạn là một này, cái cách bạn thụ hưởng tiền bạc là hai này, thì cái tiền bạc bạn sẽ nằm ở đâu này, cái dòng trường sinh là cái sức khỏe của bạn là tốt hay yếu này. Sau khi nói xong cái vòng đó thì các thầy sẽ bắt đầu là nói về cái mệnh, thì sẽ có nói về mệnh tài quan, có nghĩa là bạn sẽ làm gì và cái tiền tài bạn hưởng ra làm sao. Thì ở cái cung thiên di là cái đối phương của bạn á, thì bạn sẽ nhìn cái thế giới này như thế nào. Thì ở trong cái lá số tử vi á, cái phần nó quan trọng nhất thì ngay trong cái thời điểm đó cái người thầy thầy sẽ giải thích cho bạn là ồ cái bạn trong lá số tử vi bạn có cái âm dương thuận lý hay nghịch lý thì như thế nào, rồi sau cái âm dương thuận lý nó xảy ra cái cục với cái mệnh của bạn nó khác nhau như thế nào, cái lá số bạn an được vị trí đó thì bạn được hưởng như thế nào. Cái đó là cái đầu tiên. Sau khi cái đầu tiên đó, người ta sẽ đi tiếp các bước có nghĩa là luận giải theo 12 cung, thì các cung bạn sẽ được cái gì thì có thầy sẽ giảng như vậy, nhưng có nhiều thầy khác sẽ dạy một cách có nghĩa là vô người ta sẽ cho bạn biết là ồ cái con người bạn khi đạt được những cái thứ như vậy về mệnh tài quan á, thì sau đó người ta sẽ cho các bạn biết là cuộc đời bạn mất mát cái gì, có nghĩa là ta sẽ đưa bạn vô hẳn luôn là lục sát tinh và lục bại tinh trong lá số này. Thì ở đâu mà có lục sát tinh lục bại tinh thì ở đó bạn không mất mát mình thua thiệt, còn nếu không thì bạn sẽ có thắng thắng thôi. Thì khi mà bắt đầu luận giải hết 12 cung thì người ta sẽ trở lại với vấn đề là đi từng đại hạn. Thì khi mà giải từng đại hạn thì cứ qua 10 năm, 10 năm, 10 năm, bạn được gì, mất gì. Và sau khi luận giải hết 12 năm thì người ta sẽ cho bạn biết là cái tuổi thọ trường của bạn tới bao nhiêu, cái tiền của bạn được nhiều hay ít, cái gia đạo của bạn tốt hay xấu. Thì tất cả nó tổng hợp lại. Thì có nhiều người nó giải chi tiết hơn là cho bạn luôn là bốn sao tứ hóa là bốn cái sao đẹp nhất trong lá số tử vi. Cái tạo lên một cái mà tự bạn tạo lên cái đó, tạo lên tiền bạc của cải quyền lực cái gì đó, từ bốn cái sao tứ hóa đó. Thì có nhiều người ta giải thêm cái đó nữa. Thì sau khi cái đó người ta sẽ đi các bạn sâu vào cái sao bậc hai, là cái sao về như tải hiếu xương khúc pha quyền lộc rồi tứ linh rồi quan quý gì đó, các bộ nó hỗ trợ cho những cái nào trong lá số đó, thì cái cường và cái nhu của lá số đó nằm ở vị trí nào thì các bạn sẽ được hưởng nhiều hơn. Và sau khi giảng giải hết, đi hết 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 60 năm cuộc đời mà biết được là mình mất chỗ nào, bắt đầu người ta cụ thể là nghiệp giải ngay cái năm đó, cái năm hiện tại của bạn này, bạn được cái gì, mất cái gì, cái đại hạn này bạn có cái gì và cái năm nay bạn sẽ có cái gì, từng tháng từng tháng từng tháng. Thì sau khi một cái bước dài như vậy thì nó sẽ gọi là tổng giải hết lá số tử vi, thì nó có tính tầm là tầm ít nhất là 10 tới 12 bước. Thì từng bước từng bước từng bước ông thầy nó phải kể hết cho bạn đến từng bước như vậy thì mới thành coi như là hoàn tất một lá số tử vi, nên giải một lá số tử vi rất là mệt, có nghĩa là bạn phải dùng hết kiến thức
của trong đầu mình, có nghĩa là về tất cả các sao cái nào mà phải nói hết, và gom giống như là một quyển từ điển mà rút 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 ra từng phần từng phần từng phần từng phần 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 lắp lắp hết là số, sao mà nói hết cho người ta nghe hết, xong rồi bạn phải kết hợp nhuần nhuyễn, coi như là bạn nói là ồ từng cái này hợp với kia thì nó ra sao, vậy cái hạn này bạn ăn thêm một đống sao lưu như thế nào nữa. Đó là lý do mà khi mà mình với bạn Đô Xì á là hai người đi nghiên cứu, gọi là nghiên cứu tử vi, là mình nghiệm lý là thực ra cuộc đời có định mệnh hay không, mình coi thử xem là đường đời nó xảy ra nhiều thứ như thế nào trong cuộc đời mình. Thì tụi mình thích giải cái câu một câu hỏi của các bạn đặt ra hơn là mình tổng giải cho bạn một cái lá số tử vi mà hoàn thiện từ đầu tới cuối, thì có thể là 10 phần mình nói đúng hết nhưng mà chỉ một phần mình nói sai, các bạn thấy là cái người này nói hoàn toàn đúng. Cái đó là cái thiệt thòi của người nghĩ giải lá số tử vi cho người khác, ngay cả chính mình, hay là bạn Đô Xì đi tìm hiểu cuộc đời mình, nhiều khi chính mình cái lá số của mình cũng không ưng ý là cái điều này sau này đóng đây có đúng hoàn toàn vậy không, mình cũng chưa chắc mà nói tạm đi được. Nên cái ý mà nếu mà dẫn dạy một tử vi một vòng tròn như vậy đó thì nó phải đi từng bước từng bước từng bước như vậy. Xin phép mình mời lại bạn Đô Xì nha. Thật ra nó cái cách mà để mà nghiệm tử vi thì mỗi thầy hay mỗi người có một cái khiếu khác nhau. Ví dụ như các bạn cứ thấy cái gì nó dễ các bạn thì các bạn áp dụng thôi. Ví dụ chúng ta đi học và học bài cũng vậy, có người thì học buổi sáng họ vào nhanh hơn, có người thì học buổi chiều, không có người thì học buổi tối, hả? Ví dụ như vậy thì các bạn cứ tìm những cái gì mà dễ cho các bạn học trước. Đó, thì có nhiều người họ thích luận từ cung mệnh, có người thì họ thích luận từ cung phúc, có người thì thích luận từ những cái xung quanh trước rồi mới vào cái thế cục sau, là cái cách đó là của mỗi người, ai cũng đúng, ai cũng không có ai sai, chỉ là cái cách nào bạn cảm thấy hợp. Tử vi là để nghiệm, để các bạn cứ học từng sách, nghe từng người, thấy cái nào sàng lọc được hay thì mình nhận cái đó về cho mình. Ai cũng có cái kiến thức riêng của họ, ai cũng có những cái hay và có những cái nó chưa được toàn vẹn, thì chúng ta phải lên luôn đóng góp thêm vô cái này, cái chia sẻ. Còn riêng bản thân của mình đó thì từ hồi đầu mình học đó là giống như mình có kể từ những cái video trước đó, là mình học từ cụ Thiên Lương ra, cho nên là mình luôn luôn là mình đầu tiên mình nhìn là mình nhìn cái vòng thái tuế trước, sau đó mình nhìn cái cung thân, là coi coi mệnh thân nó có đồng nhất hay không. Không đồng nhất thì bản thân người này đã có cái gì đó đứng núi này trông núi nọ, đã có cái gì đó nó hơi bị trái đường, thì cuộc đời nó hơi khó một chút đấy. Rồi sau đó là mình nhìn vào cái thế đứng của cái tam hợp, nó có hợp với cái mệnh của mình hay không. Từng cái cung mình chia ra rất dễ, mình cứ nhìn theo cái cách nó gọi là hợp ngũ hành âm dương trước đã. Người âm đứng cung âm là thấy thấy sướng rồi nha. Người dương đúng cung dương là thấy khỏe đấy. Bây giờ âm dương nó nghịch thì đời mình nó hơi vất vả, đúng chưa? Bây giờ âm dương nghịch thì cách hóa giải là đi xa, giống như mình thường hay nói đó, thì cái cách nào nó cũng có những cái khó và có những cái giải riêng cho nó. Hãm thì sao mà đắc thì sao, cho đến khi mình đi vào những cái cung, ví dụ như nói là cung phu thê đi, ok, có nhiều bạn nói ở con sao vũ khúc là cô đơn, nhưng mà nếu mà vũ khúc nó thuộc hành kim mà người này thuộc cũng cũng người mệnh kim nữa thì lại rất là tốt đấy, thì nó đâu có phải là về về vấn đề chia ly cô đơn đâu, thì nếu là nó hợp với ngũ hành của mình, tuần chi cũng chưa thành vấn đề. Mình thấy có rất là nhiều người như bạn Phi, cái cung cung thê thiếp gặp tuần chệp, người ta vẫn lấy chồng lấy vợ rất dễ dàng, người ta cũng không có bỏ nhau, người ta cũng sống với nhau rất hạnh phúc. Cái con sao trong cái chính tinh nó hợp với người ta. Thì cái này là rất là đúng, nghĩa là mình phải xem từng cái con sao trong đó nó như thế nào. Thì đó là những cái mà rất là đơn giản, chúng ta cứ đi từ những bước đơn giản thôi, không có gì nó gọi là khó khăn cả. Rồi còn bạn bạn Phi còn có ý gì nữa không? Thì mình với bạn Đô Xì lúc mà làm những cái bài mà tử vi nghiệm lý căn bản ấy, thì mình đưa các bạn là lên một cái tổng thể, các bạn nhìn cái lá số tử vi để các bạn thấy là cái tổng quát. Thì khi mà cứ nhìn như lá số thì chúng ta cứ đi từng bước bước một theo mình đó, thì nó như bạn Đô Xì chị á, thì nó từng bước một thì bạn rất dễ nhận ra là mình cần coi cái nào, mình cần học cái nào trước. Chứ còn nếu mà các bạn đi, ví dụ như mình nói, ví dụ hồi xưa mình học cũng vậy, vô mình học tử vi cái mở sách ra lúc nào cũng kêu chứ tử vi cư mệnh thì thế này, mình đọc một hồi mình đọc năm bảy sao mà mình đọc mấy ngày trời mình mệt nghỉ luôn, nhưng mà cơ chứ hồi mình quay lại chơi chứ ủa vậy chứ tử vi mình đóng cung khác rồi cung này nó là sao ta, Đau hết cả đầu, thì đúng nếu như rồi. bạn đi học mà thì ông thầy mới ghi bạn đi học, ông thầy cũng dạy tử vi, bạn cũng dạy đi tất cả mọi thứ an xong 14 chứng tinh xong cái bây giờ mình sẽ dạy dạy về sao tử vi rồi cái ủa thầy ơi, thầy cái tử vi đóng cung cư điền thì sao thầy cái chứ, thì bao giờ dạy cái cung điền tôi nói cho biết. Thì đúng là bạn học nửa năm trời bạn vẫn chưa biết là cái tử vi nằm cư điền nó như sao đó, nên nên các bạn phải nhìn cái lá số này một cái vòng nó tổng quát,
Tức là bạn vô và quan trọng nhất là con người mình là gì? Cá tính. Ừ. Khi mình đi vào cá tính thì là một thái tuế. Ừ. Một sao thái tuế nó cho cái sâu thẳm cái cá tính cái người đó, cách sống Ừ. của người đó. Nên mười cái nó 12 sao à. Nên dơ vào đâu á, thì khi mà bạn đi một vòng á, nó sẽ ăn vô. Chỉ trong những cái bài kế tiếp á, bài nghiệm dưới phần 2 á, mình sẽ đưa các bạn vô và bạn nhìn cái tổng thể của các sao như thế nào. Thì khi mà nó ăn vào đâu thì cung bạn như này thì tất cả các cung khác nó sẽ có một cái ý nghĩa tương tự như vậy, cũng không khác gì lắm đâu. Nên khi mình học về cung mạnh rồi thì mình có thể nghiện với tất cả các cung khác được. Nếu bạn tư duy một tí thôi, bạn sẽ ra hết à. Nên nên khi mà hôm 14 chứng tinh nó cũng dễ như là vòng thái tuế 12 sao vậy đó. Thì cái vòng lộc tồn nó cũng 12 sao giống 12 14 sao giống vậy. Thì khi bạn nhìn vô bạn nghiệm một cái, thì cái lá số nó mở ra. Cái bất cờ bạn vô một lá số nào vậy đưa ra cái coi nào giờ bạn coi ồ nó sinh năm gì. Người này sinh năm gì à, năm tỵ phải không? Thái tuế đóng cung tỵ không? Ở đó là nguyên một cái bàn lá số nó bị nó mở ra hết. Nó thay một cái vòng tròn ra liền. Thì khi bạn nhìn như vậy bạn nhìn nó ba mấy sao rồi, vì trong đầu bạn có cái giải thích cho là từng cung từng cung từng cung rồi, thì cái lúc đó cái giải cái tử vi của bạn thấy nó đơn giản hơn và bạn không cần phải nhớ từng sao một nữa. Bạn cứ nghĩ là ồ tử vi bạn nghĩ về một con sao đúng không, nó chỉ có một hoặc hai ý nghĩa. Thì nếu như nó là sát tinh nó đem lại cho mình cái gì đó mà thua thiệt đi thì mình gặp nó chắc chắn là thua thiệt. Ví dụ mình gặp mình nói đơn giản như sao tăng môn đi, bạn gặp sao tăng môn là bạn sẽ có chuyện buồn, có đau thương, có khổ hạn. Không bao giờ bạn gặp tang môn mà vui hết. Thì bạn cứ nghĩ đơn giản vậy, đóng bất cứ cung nào nó cũng vậy thôi. Mà tử vi là sao? Bởi vì là phúc tinh, là quý tinh, ở đó có thọ đúng không? Thì nó cứu giới dài cho mình, thì ở đâu có tử vi ở đó tốt. Đóng tử vi đóng tập thì chắc chắn bệnh tật bạn được giải. Bạn sẽ được giải cứu cái gì đó. Bạn sẽ sống thọ hơn người khác. Đó là sẽ sao tử vi. Đó thì khi mà bạn đơn giản vậy thì bạn thì nó đơn giản lại, chứ mà không cần phải học tử vi biết gần 100 trang sách mà. Thực sự chứ đúng không bạn muốn à, mình đọc nhiều khi đọc có mấy trăm trang sách toàn sao tử vi thôi Đau đầu mà lắm. mình đọc tử vi một hồi cái tự nhiên cái ôi tử Buồn vi nó ngủ lắm. sáng sao trời ơi, mình lật đặt đặt trên mấy chục trang mình chỉ tử vi tất sát mình đọc, thì đúng cái lúc đó như là mình bị loạn về tử vi, mình loạn mình không biết bắt đầu đâu, nên mình phải có một cái nhìn tổng quát. Khi mà các bạn nhìn tổng quát và nhìn lá số nó cởi mở hết ra thì bạn thấy là ồ sao này nằm đây không, thì chắc chắn vị trí bên kia nó phải có cái sao khác đó. Nên cái lá số thì nhìn dòng kiến thức từ đằng đầu bạn nó ra rất là đơn giản rồi, cái nào cần sâu thêm cần nghiên lý thì các sao nó tương tác với nhau ra sao thì cái đó cần thời gian. Mình bổ sung Ok. thêm một cái phần này nữa là vấn đề đọc sách nha. Cái này có nhiều bạn đó là coi như bây giờ thời buổi mới, bây giờ là mình chỉ có lên mạng mình nghe, coi như là nằm nghe. Ví dụ như bây giờ mình mới post cái bài hồi nãy lên khoảng 2 phút trước thì có cô em gái mới nói là bây giờ bên Việt Nam là 4 giờ rồi chị ơi, mẹ em vẫn chưa ngủ được. Thì mình nói vậy là hạnh phúc quá, nằm nghe tử vi thôi. Thì cái cách này cũng là cách học tử vi thời đại, có nghĩa là các bạn vào online rồi các bạn kiếm những cái người giống như kiểu như tụi mình là thích tử vi rồi thì mang những kiến thức lên mạng rồi post lên này nghe chung với nhau, thì cái này cũng là cái học. Nhưng mà những bạn nào mà thích nghiên cứu sâu á, mà thích mua sách về đọc á, thì hồi đầu thì mình cũng đâu có được cái dịp giống như bây giờ mà kiếm được những cái kênh mà có nhiều bạn yêu tử vi để nói chuyện này đâu, đúng không bạn Phi? Cũng khổ lắm, mình cũng tự đi mò đi nghe rồi lên những cái trang mạng trang web ngồi đọc, mà đọc tử vi bằng trên cái computer hay là cái máy laptop nó đau mắt lắm các bạn, nó khô mắt lắm. À, mệt lắm. Cho nên là thường thích đọc sách hơn. Nhưng mà sách tử vi á, thì nhiều khi có cuốn nó rất là dày, nó nặng lắm. Nằm đọc thì nó mỏi tay. Cuối cùng không biết đọc làm sao thì có một cái trang web cũng ở trên YouTube nó hỏi dạy cái cách đọc sách. Thì cái cách nó cũng rất là thú vị thì mình cũng chia sẻ với các bạn ở đây. Nó họ bảo là đọc sách đó các bạn đọc giống như các bạn tra từ điển vậy đó. Bây giờ ví dụ như các bạn cầm một cuốn sách tử vi lên mà có 800 trang, 900 trang, đúng không? Bạn đâu có coi từ cái phần mục lục từ bên đầu cho đến khúc cuối đâu, tại vì 100 tới 300 trang đầu là họ nói về cách an sao. Bạn đọc cái đó không là các bạn nản rồi, bạn không muốn đọc nữa đâu, mệt lắm. Thì cái cách đọc của người ta chỉ là mình cũng thấy nó hữu hiệu đối với mình thôi nha, là họ bảo là giống như mình tra từ điển. Bạn mở cái phần sau ra, bạn kiếm cái con sao bạn thích đọc trước. Bạn cái gì bạn đang mong muốn, bạn đang tò mò, bạn đọc cái đó trước cho mình. Thì ví dụ như các bạn là mệnh thiên đồng, các bạn đọc ngay con thiên đồng có ý nghĩa gì, là cái đó nó vào ngay trong đầu bạn. Sau khi thiên đồng xong thì bạn nhìn qua cái cung quan của bạn, có con sao hóa quyền nằm cung quan nghĩa là sao, nó ví dụ đi, các bạn vào các bạn đọc ngay con hóa quyền, những cái gì mình đang muốn, mình đang thích, mình đang yêu là nó hút vào rất là nhanh đấy. Rồi sau khi mà đọc xong hóa quyền thiên đồng ví dụ đi thì các bạn ồ không biết không kiếp thì sao,
không kiếp của mình hãm bây giờ không biết như thế này thế nào thì kiếm không kiếp đọc, ví dụ như vậy. Thì những cái gì mình mong muốn mình đọc trước mình sẽ nhớ lâu lắm, rồi sau đó bắt đầu chúng ta tra từ điển từ trên xuống dưới còn cái gì thiếu hay không. Cái đầu thế là gặp anh chàng người yêu, anh chàng người yêu có bụng mệnh vũ khúc thiên tướng thì sao, à đầu mở từ điển ra lại tra vũ khúc thiên tướng. Thì cái kiểu học như vậy nó rất là nhanh mà nó vui, nó không có làm cho mình chán. Thì khi các bạn đọc sách như vậy các bạn đọc rất là nhiều. Đó là cái kinh nghiệm của mình thấy cái cách này rất là hữu hiệu. Mình đọc rất là nhiều sách mà chuyên môn mình đọc kiểu đó thôi, mình đọc đi đọc lại, có thế là cuối cùng cuốn sách đó mình đọc hết hồi nào cũng không hay. Mà nhiều khi cái bộ đó mình đọc mình giống như là cày nó muốn nát luôn, tại vì mình thích nó quá. Mà cái cách đọc sách đó, nó còn sướng ở cái chỗ là các bạn feel được nó, các bạn cảm nhận được nó. Có nhiều cái dòng mình đọc nó rất là buồn cười à, mà mình có thể sờ đi sờ lại, mình đọc đi đọc lại cái dòng đó mình nhớ. Còn khi mà các bạn nghe mình nói thì mình chỉ nói có 2 giây thôi thì cái ý nó trôi qua rất là nhanh, nó không có lắng đọng lại được cho các bạn, đúng không? Nhưng mà khi các bạn đọc sách đó, thì các bạn có thể nhìn đi nhìn lại cái từ đó, đó thì nó đi vào mình nhiều hơn, nó cho mình một cái thời gian để nó hút vô đó. Thì đó là cái kinh nghiệm riêng về cái phần đọc sách tử vi của mình. Thì các bạn nào mà chán sợ đọc sách đó, thì thử đọc cái kiểu đó coi, nghĩa là đọc giống như kiểu tra từ điển. Rồi mời lại bạn Phi nhé. À, vô thì đưa mình đi xa quá rồi bạn. Quên mất Ôi bây giờ cái mình gì nói mình thêm một cái nói. này cũng buồn cười lắm. Hồi cách đây khoảng không lâu lắm thì mình cũng hay tìm hiểu về mấy cái bộ sao, ví dụ như là không kiếp như thế nào á. Thì những bạn nào ở đây mình nói thêm một chút thôi, thì những bạn nào ví dụ như đầu tiên là mệnh hỏa, ok, mà có không kiếp á, thì nó nhẹ hơn. Cái này mình thấy đúng nha bạn Phi nha. À ví dụ như bây giờ họ bảo với con sao địa không á, mà nằm ở 2 cung tỵ hoặc là cung ngọ. À, thì những người mệnh hỏa mà được 2 con sao địa không nằm ở cung tỵ hoặc cung ngọ mà lại có con sao hành hỏa chính tinh nằm ở đó, ví dụ như là sao Thái Dương, thì lúc này là các bạn sẽ bớt rất là nhiều. Thì lúc này nó gọi là cái sao thuộc hành hỏa được cộng địa không mà đứng ở cung tỵ hoặc cung ngọ là cái số nó phát đấy. Thì cái này mình thấy nó cũng rất là thú vị. Cái thứ hai nữa là những con sao thuộc tính kim, tính kim nha các bạn nha, mà gặp địa không đứng ở cung thân và cung dậu. Tính kim đang nghĩa là ví như là vũ khúc hoặc là thất sát ví dụ như vậy đó, mà đứng ở cung kim là nghĩa là cung thân và cung dậu. À, thì những cái người nào mà được cung mệnh rớt 2 cung đó thì cũng không phải là xấu, mà đi chung với địa không thì không xấu. Cho nên là nhiều khi chúng ta thấy những con sao sát tinh mà chúng ta sợ hãi, chúng ta cứ nhảy nhảy đùng đùng lên lo thì không lo, có những cái con sát tinh nó lại đứng đúng thế của nó là rất là tốt đó. Đó là những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy. Rồi mời lại bạn Phi còn ý gì nữa không? Thì đó chia sẻ nói chút cho nó vui. Ok. Các bạn học tử vi mình cũng nhớ là hồi đầu á khi mình học thì có rất nhiều sách mà mình đọc, nhiều khi mình cảm giác như là viết như là chuyện kiếm hiệp vậy đó, mình cứ đọc bộ này bộ kia giao đấu với nhau rồi sùm hết lên mình cũng không hiểu được đấy. Khi mà học xong rồi cuối cùng mình chọn cái cách hay nhất là mình cứ lên mấy cái trang mà giống như là tử vi cổ học đó, mình cũng đọc cái đó nhiều lắm. Có mình đánh đại cái sao đó, mình đang cần cái sao đánh đại cái sao đó, Đúng rồi. cái xong rồi mình search cái đó, viết ra cái mình đọc nhanh nhanh cái mình lấp lại cái ồ mình cần cái này lấy lại cái đó. Và tới giờ mình thấy vẫn áp dụng rất là tốt, nó không có tệ. Mà nếu các bạn học quá thì các bạn nên chọn một số sách nó đơn giản hơn đó. Thì mình thấy sách của người Hoa đó về bộ tử vi Trung Châu đó, 4 quyển đó, đọc rất là hay, rất là đơn giản nhưng mà sách nó rất là dày. Nhưng mà trong khi một cái bộ mà viết rất là hay của người Việt mình nó là hơn 200 trang à, của tử vi nghiệm lý nhà thiên lương, nhưng mà đọc vô không hiểu gì hết, nói thật đọc vô không hiểu gì hết. Mình đọc mấy lần tới giờ mình nghiệm lý xong mình đọc lại mình thấy thấm nha, mình thấy chứ ồ viết hay quá. Nhưng mà tới khi mình nghĩ được rồi mình quay lại mình đọc cái sách đó được, nên có tùy cái sách là bạn nghiên lý mình cần cái nào và đọc cái nào Đúng rồi. Cho mình đó. góp ý kiến ở cái phần này là như thế này nè các bạn. Khi các bạn đọc sách một cuốn sách nào mà các bạn thấy các bạn đau đầu, là đầu tiên buồn ngủ là hai, nhức đầu không thể đọc qua được cái trang thứ hai là ba. Ba cái điểm đó nói lên là cuốn sách nó hơi bị nặng đô với các bạn. Mình dùng cái từ rất là bình dân, nặng đô. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái level mình chưa tới đó, mình đọc mình không có hiểu.
À, ví dụ như chúng ta đang học sách, chúng ta thích đọc truyện tranh đúng không? Giống như con nít chúng ta đọc truyện tranh, nhìn hình ảnh thôi, nói một hai chữ thôi đọc hiểu. Nhưng khi chúng ta qua truyện tranh thì chúng ta đến cái chuyện nó đỡ hơn, giống như mực tím ở Việt Nam mình, các bạn Phi nhớ hồi xưa đi học có mực tím không? À, viết chút 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 vẽ thơ văn tí 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 thôi thì hiểu. Nhưng khi lớn lên chút xíu rồi chúng ta đọc những cái chuyện nó lớn hơn, nó bự hơn, rồi từ từ mới là văn học thế giới, rồi bắt đầu mới những cái gì nó xa xôi, nó sâu thẳm, nghĩa là nó còn nặng hơn nữa, thì chúng ta còn ở cái bậc dưới mà chúng ta đọc cuốn sách nó bậc cao hơn mình đau đầu lắm. Cho nên khi các bạn cảm giác đau đầu không hiểu, có nghĩa là cái level nó cao quá với mình, thì nghĩa là sao? Đừng đọc sách đó, bỏ đi. Tại các bạn đọc cái đó các bạn sẽ nản đọc sách liền, các bạn chán tử vi ngay. Mình chắc với các bạn luôn, các bạn hãy kiếm cuốn sách nào mà nó bằng với cái level của mình đọc trước. Khi mình hiểu được nó rồi thì mình cầm cái cuốn sách mà cái level nó cao, bạn đọc rất là nhanh. Giống như bây giờ hồi xưa, giống như bạn Hiếu, bạn Phi mới nói là đọc tử vi nghiệm lý không hiểu, nhưng mà đọc lại bây giờ thấy hay quá. Là tại sao? Tại giờ level mình nó lên rồi, đọc nó vào ngay lúc chứ không hiểu. Thì cái này nó cũng nói một cái điều rất đơn giản là chúng ta nên đọc những cái gì mà nó dễ chứ. À, thì dễ cho cái não mình nó tiếp thu được, mình đừng có làm cho nó sợ. Thì tử vi cũng vậy, có nhiều người nghĩ nó khó chứ không phải không khó, tại vì chúng ta chưa đi đúng cái mình tìm thôi. À, các bạn nha. Rồi thì bây giờ mình tạm ngừng thì tại đây nha. mình góp Ông ý mà mời Phi thêm dạ. tí nữa, ví dụ như tử vi nó chỉ có tầm 100 mấy chục sao thôi, thì Ừ. các bạn nghĩ bây giờ các bạn học thêm mình đi, giống như kiểu như mình là dân cần về toán chứ không phải là về thơ văn, Ừ. nên mình không có viết nhiều hoặc là mình luận nó cũng đơn giản hơn. Nên cách hay nhất các bạn giống mình đó, nghĩa là bạn nghĩ tới một cái sao thì bạn dùng một hoặc hai từ để ghi nhớ nó bằng cách mình đặt cho nó một cái khái niệm gì đó. Ví dụ như là tăng môn là buồn, bạch hổ là vất vả cực khổ, và bạn một hai từ thôi thì bạn để mất là tất cả các cung nó đều đúng như vậy hết. Ví dụ như lộc, bạn nghĩ thiên lộc là gì, là tiền, thì bạn nghĩ chứ có sao là có tiền, thì đơn giản bạn nghĩ tất cả các sao trong tử vi bạn đặt đến một một yếu tố, đến một từ hoặc hai từ thôi, thì bạn nhớ tất cả các sao đó, bạn bỏ quên tất cả các lý thuyết nhiều cái đi, rồi khi mà bạn nó rớt vào đâu lập tức cái bạn có bao nhiêu cái chữ đó bạn bỏ ra thôi, thì bạn tổng hợp tất cả các chữ lại thì bạn kết hợp bạn ra một cái yếu tố mà giải một cái cung luôn. Thì cái yếu tố đó chỉ nằm cái yếu tố chính là cái gì, ví dụ như sao tử vi là vi diệu, là có tất cả mọi yếu tố từ phúc từ quý từ gì đó trong sao tử vi đúng không, thì cái sao nó tổng luận là nó tốt thì nằm trong cung nào nó cũng tốt. Nó thiên phủ cái gì yếu tố là tiền thôi và giữ lại đó. Thì khi bạn thi học như vậy á, thì khi bạn kết hợp những cái từ đơn giản như vậy bạn giải một lá số rất là nhanh là dễ, nhưng mà bạn sẽ không thể nói một cách chi tiết là thơ văn được, bạn không nghiệm giải cuộc đời người ta như một cái cách hoành tráng được. Bạn chỉ ra nó cung này xấu lắm, anh có chuyện buồn á, sắp sửa chia tay á, thì đơn giản thôi, nó cũng đơn giản cực kỳ vậy, nhưng mà bạn vẫn giải được lá số tử vi nó nhanh hơn, là cách là bạn học nó đơn giản lại chút thì nó dễ hơn. Đó là cách của mình. Ok, xin phép hết. Ok. Rồi bây giờ cái bài này cũng tạm dừng, mình tạm dừng tại đây nha các bạn nha. Hẹn các bạn vào cái bài kế tiếp rồi, chào các bạn.